Xin chào các quý phụ huynh và các em học sinh. Tại sao trong những cái giờ giảng hoặc là những cái giờ giao lưu ngoại khóa trong lớp của thầy, thầy luôn luôn đề cao cái việc mà tập thể dục buổi sáng? Tất cả mọi người đều biết lợi ích của việc tập thể dục buổi sáng, tập thể dục mỗi ngày như thế nào. Nó có một cái vai trò rất là to lớn trong cái cuộc sống cũng như là trong cái công việc của chúng ta. Nhưng không phải ai cũng có đủ nghị lực để mà thức dậy vào buổi sáng và chúng ta bước ra khỏi giường sớm hơn một chút để tập thể dục. Lý do tại sao thầy cũng đã giải thích trong cái video là tại sao xây dựng và duy trì cái thói quen tốt lại rất là khó khăn, nhưng mà cái thói quen xấu thì lại rất là dễ theo bám chúng ta. Một phần lý do như vậy. Và bên cạnh đó, hôm nay thầy cũng xin kể một câu chuyện cổ tích về liên quan đến sức khỏe. Thì một cái câu chuyện như sau: có hai vợ chồng đi làm về thì thấy có ba cái ông cụ già ngồi trước nhà của mình. Thì hai vợ chồng này mới nghĩ rằng không biết là ai, nhưng mà nhìn ba cụ già này có vẻ trông là chắc là đói và mệt mỏi rồi, thì mới lại gần và mời ba vị này vào nhà. Thì có một vị mới lên tiếng: tôi là thần sức khỏe. Rồi vị kia đó là tôi là thần của cải. Và một vị nữa nói là tôi là thần thành công. Hai chị hãy vào bàn bạc để mà xem mời ai vào trong nhà. Thì khi hai vợ chồng này mới vào trong nhà thì người vợ nói là bây giờ hãy mời thần của cải vào đi để chúng ta có được nhiều tiền. Chồng thì nói là dạo này công việc của anh không có được suôn sẻ nên mời vị thần thành công vào. Thì trong lúc đắn đo như vậy thì người con gái mới lên tiếng, nói là tại sao chúng ta không mời thần sức khỏe vào để mà chúng ta có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên nhau. Thì hai vợ chồng này mới ngồi nhận ra được cái điều gì đó và nghe lời con mời thần sức khỏe vào. Thì khi mời thần sức khỏe vào thì hai thần của cải và thành công cũng đi theo vào. Thì cái người vợ này mới hỏi: tôi chỉ mời thần sức khỏe vào thôi, nhưng tại sao là hai vị này vào? Thì hai vị này mới nói là sức khỏe đi đâu thì tôi đi theo đó, nếu không có sức khỏe thì tôi cũng không còn sức sống nữa. Thì qua cái câu chuyện này thì có thể nhìn thấy là ngay cả vị thần của cải và thành công cũng phải cần sức khỏe để có thể duy trì. Nếu mà lựa chọn của hai vợ chồng này là thần của cải hay thần thành công thì cũng cái tài sản, cái thành công đó nó chỉ đến trong một khoảng thời gian rất là ngắn, bởi vì không có sức khỏe thì sẽ không hưởng thụ được những cái thành quả. Thì cái câu chuyện này nói lên đề cao cái sức khỏe của mỗi người. Ai cũng có thể hiểu và nhìn thấy được những cái kết quả tốt đẹp mà chúng ta luyện tập thể dục buổi sáng mỗi ngày, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Vậy thì việc mà chúng ta học tiếng Anh mỗi ngày chắc chắn nó cũng y như vậy, thậm chí là nó khó khăn hơn là tập thể dục buổi sáng. Bởi vì cái lợi ích của việc học tiếng Anh, cái kết quả mà nó mang lại rất là lâu, cần một khoảng thời gian kiên trì rất là lâu thì nó mới tạo ra kết quả. Chính vì vậy thầy cũng mong các anh chị ủng hộ con của mình, động viên bằng cách là đầu tiên là mình và mình cùng với con của mình cùng luyện tập thể dục vào buổi sáng. Đó là một cái cách mà chúng ta hình thành cái thói quen tốt trước, rồi sau đó từ cái thành công đó chúng ta sẽ tiến theo một bước nữa là học tiếng Anh mỗi ngày, chọn một cái khung giờ nhất định để chúng ta học tiếng Anh mỗi ngày, và cứ vào cái giờ đó thì chúng ta nhắc con của mình hay là chúng ta cài giờ đồng hồ vào cái giờ đó, chúng ta trang trọng, chúng ta ngồi vào. Và đặc biệt một cái chúng ta cần phải ghi nhớ đó chính là dù cho cái tâm trạng của ngày hôm đó nó có thể là không tốt, cảm thấy mệt mỏi, chán chường gì đó, nhưng
chúng ta cũng hãy vào cái giờ đó, hãy ngồi vào cái vị trí bàn học chỗ đó. Có thể chúng ta sẽ không làm gì cả, chúng ta ngồi đó chúng ta suy nghĩ về cái môn tiếng Anh, về cái từ vựng tiếng Anh thôi, 2 phút thôi cũng được. Đó cũng là cách để chúng ta đang cố gắng hình thành nó. Và khi mà cái hình thành đó nó tạo thành cái thói quen, giống như là chúng ta đánh răng vào buổi sáng. Khi đánh răng thì chúng ta sẽ không nghĩ tới việc là mệt mỏi hay là mất thời gian gì cả. Nó cũng giống như cái thói quen mà chúng ta tập luyện từ lúc nhỏ vậy. Chính vì điều đó, việc luyện tập cái thói quen như là học tiếng Anh mỗi ngày rất là cần những cái sự động viên của ba mẹ, cũng như là cái việc tập thể dục buổi sáng. Và cái chương trình tập thể dục buổi sáng tôi rất là hy vọng là quý phụ huynh sẽ đồng hành cùng con, ủng hộ con bằng cách là chúng ta tạo cái phần thưởng cho con trước. Ví dụ như có thể tặng, thay vì cho con cái tiền ăn ăn vặt, chúng ta hãy thay thế nó bằng cách là nếu con tập thể dục buổi sáng thì ba mẹ sẽ cho con cái tiền để ăn vặt, còn nếu không thì thôi, chúng ta chỉ cung cấp bữa ăn đầy đủ và những dụng cụ học tập cần thiết thôi, không nó không với những cái tiền tiêu vặt nữa. Đó cũng là một cách tùy cái trường hợp, hoặc là dùng cái phần thưởng gì đó để cho tạo động lực con mình. Nhưng mà đặc biệt cái mà tốt nhất là mình là cái tấm gương, là mình sẽ làm trước và làm cùng con. Đó thật sự là tuyệt vời. Đối với những cái người mẹ nào mà cần muốn giảm cân thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để đồng hành cùng con. Sẵn đây thì thầy cũng nói về cái việc mà tập thể dục đối với những người làm công việc tay chân. Thì có rất là nhiều người suy nghĩ là việc tập thể dục buổi sáng hoặc là tập thể dục buổi chiều, tập thể dục nói chung chỉ dành cho những nhân viên văn phòng, những người ít vận động và nên vận động nhiều để mà bù lại. Tuy nhiên thì đó là một sai lầm rất là sai lầm. Ví dụ như những người nông dân, thầy cũng làm thêm những việc đồng áng. Chính vì vậy thầy có một thời gian suy nghĩ là như vậy, làm việc tay chân nặng nề rồi là giống như là tập thể dục rồi. Nhưng đó là một quan niệm sai lầm. Khi chúng ta tập thể dục đó là chúng ta đang rèn luyện cái sức dẻo dai của cơ thể, chúng ta lấy cái năng lượng từ bên ngoài vào trong cơ thể của mình. Khi mà chúng ta làm việc lao động tay chân thì lúc đó chúng ta đang lấy năng lượng ở trong cơ thể chúng ta ra để chúng ta làm công việc nặng nhọc đó. Nó hoàn toàn tách biệt, khác biệt với nhau. Và chính vì việc luyện tập thể dục buổi sáng là giúp cho thầy làm những công việc đồng áng, là những công việc như nông dân, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí rất là sảng khoái. Đó là một cái hiệu quả rất là tuyệt vời của việc tập thể dục. Ngoài ra, quý phụ huynh có thể giải thích cho con của mình như là nếu mà con có tập thể dục, có sức khỏe thì khi đi học con sẽ cảm thấy minh mẫn, không buồn ngủ và tiếp thu bài tốt hơn. Từ đó thì cái kết quả học tập cũng sẽ nâng cao lên. Và cứ như vậy thì cái chương trình đã lặp lại, thì chúng ta sẽ cảm thấy thỏa mãn và ngày hôm sau chúng ta sẽ luyện tập thể lực tiếp và tiếp tục cái vòng nó cứ lên, nó cứ đi lên như vậy. Còn nếu như mà chúng ta không tập thể dục mà chúng ta cứ lao vào cuộc sống mệt mỏi như vậy thì khi bước vào cái lớp học thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và không tiếp thu nhiều và không hứng thú, thì cái kết quả nó đi xuống rồi nó sẽ lặp lại một cái vòng xuống như vậy. Thì đối với những quý phụ huynh mà có công việc bận thì có thể chia ra một tuần tập 3 lần là cũng rất là tuyệt vời rồi. Miễn là chúng ta có một cái thói quen luyện tập và duy trì một cái thói quen tốt là được. Khi thành công nó, chúng ta áp dụng thêm những thói quen khác. Và thầy xin chúc các quý phụ huynh và các em sẽ đạt được những cái thói quen tuyệt vời như là tập thể dục, học tiếng Anh mỗi ngày, rồi đề ra những mục tiêu khác, học những ngôn ngữ khác, hoặc là những mục tiêu khác như là về thể thao, các môn đá bóng, cầu lông, bóng bàn hay là
bơi lội, đúng không? Chúc các anh chị, quý phụ huynh và các em thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.